Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và bình an. Quý vị thân mến, dân gào thét tên cô Nguyễn Phương Hằng, mong Trung ương lắng nghe tiếng lòng người dân. Lo Bác Trọng dân mình nghèo lắm bác ơi, Phương Hằng bị bắt khắp nơi buồn rầu. Nguyên nhân sự việc từ đâu, chỉ đã đóng góp xây cầu Cất An, vạch trần những kẻ gan tham, vạch trần tội ác việc làm xấu xa. Bác ơi, bác hãy điều tra, nào thần y dõm, nào là luật sư. Chị Hằng đã viết tâm thư, gợi ra các bác giống như tấu trình, tấu rằng họ tấn công mình chỉ vì sơ suất vô tình bị giam, sẽ ra những việc chị làm, vì dân, vì nước gian tham diệt trừ. Vì vậy, chị viết tâm thư, cầu xin các bác trần trừ làm chi, hãy vào Nam một chuyến đi, dân Nam khốn khổ cũng vì lũ lươn, cầu xin các bác dùng thương, vì ai chị ấy phải lương lệ sầu. Vì ai chị lại buồn rầu, vì ai chị lại đối đầu bọn lươn, các bác đã đổ máu xương, giữ gìn đất nước quê hương của mình. Đến nay đã được hòa bình, ấm no hạnh phúc, gia đình yên vui. Hôm nay dân chúng ngậm ngùi, thương hoa tiếc ngọc chôn vùi tù lao, ngọc hoa ngự ở trên cao, xuống đây phân xử thế nào đúng sai. Nguyên nhân xuất phát từ ai, thần y lừa đảo, tỏ bày cùng dân, chị gào chị thét bao lần, có ai lên tiếng phân trần trắng đen, thần y lường gạt đó nhen, báo đài thì viết người khen có tài, bức xúc chị Hằng mới khai, thần y cấu kết danh hài Hoài Linh, kêu tên anh lại làm thinh, cuối cùng chị phải giải trình cùng dân, kêu gọi từ thiện dần dần, tiền vô như nước không cần phải chi, thề lũ ông hãy nói đi, thần y có trị được gì hay không, nói ra thật sự đau lòng, thương cho số phận má hồng chị tôi. Thế rồi nghệ sĩ lên ngôi, phát ngôn lịch chuẩn đứng ngồi bình yên. Có cô nhà báo Sọ Xiên, phó tổng biên tập quy liền tội danh. Có cô đồng xanh bông lan trứng muối, thanh danh lẫy lừng. Có anh ca sĩ đã từng tự xưng đất cấm, bây giờ đụng độc tao đi hát phòng trà đồng dao. Chị Hằng bao vé để mà vào xem, thật lòng chị đâu có thèm, từ đầu phân biệt chả anh em khác mà. Rất nhiều chị hát anh ca, kêu gọi từ thiện trời qua mắt đời, hãy vào đây các bác ơi. Sao kê minh bạch trả lời toàn dân, điều tra sáng tỏ sự phân, ai sai ai đúng một lần cho xong, toàn dân một dạ một lòng, cầu xin các bác cảm thông chị Hằng, ơn các bác con gì bằng, chúng con tạc dạ Phương Hằng khắc ghi, cứu chị trong lúc lâm nguy, vì dân chị có giá gì tù lao, chị Hằng có nhiều công nào, giúp dân giúp nước giúp đồng bào ta, bức xúc chị mới nói ra, đụng chạm đủ thứ thế là bị giam, bác ơi bác hãy vào Nam, lắng nghe dân nói việc làm. Hằng Nga cầu xin các bác điều tra, câu nào lệch chuẩn hóa ra tội tình, câu nào chống phá triều đình, câu nào kêu gọi đồng minh phản kèo, câu nào xâm phạm người nghèo, câu nào là xâm trèo đèo lên cao, đụng chạm trước trọng quyền cao, lập tức chị bị bắt vào giam. Bác ơi, bác hãy vào Nam, bắt hết những kẻ gian tham hại người, toàn dân vui vẻ tươi cười, Phương Hằng mãi mãi là người thiện lương, Tuyết Vạn. Thưa quý vị, bên cạnh luồng dư luận ủng hộ và lên án CEO Nguyễn Phương Hằng một cách gay gắt quyết liệt, thậm chí còn xuyên tạc chống phá cô Hằng không ngừng nghỉ để vùi dập tận cùng vợ chồng cô, cùng với công ty Đại Nam của hai người, chúng tôi không biết động cơ của họ là gì, họ có thể hổ thẹn hay không, khi ăn không được thì cố tình đạp đổ cho hôi và phá nát những hoạt động thiện nguyện cao đẹp của người khác đang làm cứu nguy cho đồng bào dân tộc mình. Với chúng tôi thì đây là một hành vi không phải của một người tử tế. Tuy nhiên, làn sóng ủng hộ và quy mến vợ chồng chú doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, cô Nguyễn Phương Hằng dường như đang ngày càng lan rộng và dâng cao hơn. Dần dần, người ta càng nhìn thấy bản chất của vấn đề rõ hơn. Trong số đó có cả những người từng ghét, cay, ghét đắng cô Phương Hằng. Giờ đây họ lại cảm phục bà vì những điều tốt đẹp mà bà ấy đã cống hiến, vì cái lý tưởng đấu tranh mà bà đã chọn hướng về người dân, có trắng có đen, vì thể hiện sai cách, chưa hiểu hết luật pháp nên bà sai chân vào con đường tù tội. Nhưng dù như thế nào, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bà ấy là người xấu. Một người dùng mạng xã hội đã có những chia sẻ rất xúc động và chân thật về CEO Nguyễn Phương Hằng như sau. Thương yêu Nguyễn Phương Hằng, ta thấy ở Nguyễn Phương Hằng một điều thật đặc biệt. Trong con người cô ấy hội tụ phong phú nhiều sắc thái tình cảm, khí chất và tính cách của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng. Lúc hồn nhiên trong trẻo đầy năng lượng, sức sống trẻ như một cô gái 18, lúc thì dung dị, chân thật, chan hòa, cởi mở, gần gũi như chị gái, thân yêu, khi lại thật hồn hậu, hiếu khách và phóng khoáng, rộng rãi, bụng dạ thật thà, muốn nói điều gì là nói ra ngay, chứ không vòng vo tam quốc, đúng như một bà má miền Tây. Rồi cô ấy
hiện ra là thật đẹp, thật quyền quý như một là bà hoàng chịu chơi, và khi cần thì ta lại thấy khí phách của cô ấy như một tư lệnh trưởng như thế nào. Cô ấy là bao công, vô cùng can đảm đã vạch trần và vạch mặt chỉ tên từng đứa, những là cây lũ lươn, những người xấu xa, đê tiện, hèn đớn, dạ danh đủ loại, với những lời lẽ đanh thép lyric và lưu loát lập luận rõ ràng, đôi khi pha chút sự hài hước đáng yêu, chưa có ai ở nước ta làm được như thế. Và cô ấy là người yêu thương nhất, đã rơi bao nước mắt vì trẻ con, bệnh tật, vì người già đau ốm, không nơi nương tựa, vì những người tù lầm lỡ trở làm lại cuộc đời, vì những ai bất hạnh khi gặp những tai nạn hy hữu trên đường. Cô ấy quan tâm đến thế hệ trẻ, trao học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo, ham học. Rồi cô ấy nói tục, chữ thề, cay nghiệt, sắc sẻo, làm sao mà khi làm dành những điều đó cho những loại người đáng được hưởng. Những lời nói và giọng hát vô cùng truyền cảm của cô Nguyễn Phương Hằng đã làm cho người nghe phải nhớ đến cô ấy. Và chúng ta không thể kể hết những ai đã theo dõi drama này, đã từng nghe cô ấy nói, hát, cười, giận dữ, ắt hẳn sẽ cảm thấy và hiểu cốt lõi của sự việc, cầu mong đất nước mình phát triển, dân được yên vui, an lành xã hội, giảm bất công, con người yêu thương giúp đỡ nhau rất là cần những con người như chú Huỳnh Uy Dũng, cô Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cần công bằng và vinh danh những ai làm được những điều tốt đẹp cho xã hội. Hơn nữa, lại là những việc đòi hỏi không chỉ vật chất công sức mà là tình cảm, đó là sự can đảm và lòng dũng cảm, hy sinh lợi ích cá nhân, đối diện trực diện với lương tâm mình mà chẳng mặt kẻ thù, và thận trọng, yêu thương, cảm ơn Nguyễn Phương Hằng và cầu mong sự tốt lành đến với cô, người phụ nữ đa tài, yêu dân, sẵn sàng hy sinh. Hãy cùng bảo vệ cô ấy, mong siêu Nguyễn Phương Hằng cùng gia đình, công ty của mình cũng sẽ vượt qua may mắn, bình an, vượt qua kiếp nạn lần này. Những ai có tội sẽ phải chịu trách nhiệm với chính hành động của mình. Người có công phải được ghi nhận, đối xử thật công bằng. Và kênh Hồng Biến TV xin được mượn lời chúc của một vị khán giả nhỏ tuổi gửi đến doanh nhân cô Nguyễn Phương Hằng để thay cho lời kết của bài viết này. Nếu niềm tin là một chiếc lá, con chúc cô sẽ có cả một rừng cây. Nếu hạnh phúc là một ngôi sao, con chúc cô sẽ có cả dải ngân hà. Nếu may mắn là một giọt nước, con chúc cô có cả một đại dương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng và vui cho siêu Nguyễn Phương Hằng. Đại tá luật sư Lê Ngọc Khánh khẳng định, cô Phương Hằng là người phụ nữ tốt, không mắc sai lầm nghiêm trọng và không có tội trước pháp luật, có thể sớm được thả ra. Mục đích của từ thiện là làm việc tốt vì tử tế. Vậy tại sao lại không minh bạch công khai? Đại tá tiến sĩ luật sư Lê Ngọc Khánh nói về các ồn ào từ thiện trong thời gian vừa qua. Muốn làm từ thiện tốt, trước hết chúng ta phải có tâm. Ông đánh giá như thế nào vào cuộc của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an liên quan tới các ồn ào từ thiện vừa qua? Đại tá luật sư Lê Ngọc Khánh cho rằng, tôi thấy rất hợp lý, đáp ứng được nguyện vọng, đòi hỏi của số đông người dân. Trước những lùm xùm dư luận và ý kiến phản ánh của nhân dân suốt một thời gian dài, thì tại sao công an không vào cuộc? Tôi nghĩ rằng họ phải nắm bắt thông tin từ lâu, vì những lùm xùm không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn làm mất an ninh trật tự. Theo tôi, cái mà Bộ Công an cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa ra một kết luận minh bạch công khai để trả lời cho dư luận rằng ai đúng ai sai, và một số nghệ sĩ làm từ thiện có chiếm cả tiền, tài sản của Mạnh Thường Quân gửi gắm hay không. Một số nghệ sĩ trước áp lực dư luận vừa rồi đã làm sao kê, làm việc này chứng minh điều gì thưa ông? Sao kê vừa rồi của các ca nghệ sĩ là cần thiết, rất tốt nhưng chưa đầy đủ đâu. Vì sao kê chỉ phản ánh một phần sự minh bạch thôi. Sao kê chỉ chứng minh được quá trình đầu vào và đầu ra qua ngân hàng. Nhưng khi đã ra khỏi ngân hàng thì làm sao có thể kiểm soát được? Tôi lấy ví dụ, một số cá nhân vận động quyên góp chuyển qua ngân hàng được 100 tỷ đồng rồi rút ra 100 tỷ từ ngân hàng. Nhưng sau khi rút ra thì tiêu vào việc gì? Tiêu cho ai thì ai biết? Vì vậy, chi cho ai, chi việc gì cần có danh sách, có ký nhận đầy đủ. Cho nên sau khi rút tiền từ ngân hàng ra thì tiêu cho ai, làm gì và hết sức rõ ràng. Các cụ nói cây ngay không sợ chết đứng. Tôi đã từng đi làm từ thiện cũng kêu gọi quyên góp, nhưng chúng tôi không bao giờ cầm tiền mà chuyển cho các đơn vị chức năng địa phương. Nơi cần hỗ trợ, chúng tôi chỉ kiểm soát bằng các thông tin từ người nhận cụ thể. Ví dụ vừa rồi, Hội cựu chiến binh E741 F326 Quân khu 2, chúng tôi đã chuyển quyên góp vào chuyển tiền vào tài khoản của Hội chữ thập đỏ huyện Phong Thổ Lai Châu để nhờ họ mua vật liệu lợp lại các ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng. Khi khánh thành, nhà họ chụp ảnh quay video gửi cho chúng tôi. Vấn đề từ thiện là hết sức cần thiết. Xã hội cần được sự góp sức của các nhà hảo tâm để chung tay tới những nơi khó khăn một cách nhanh nhất.
Về hành lang pháp lý, chúng ta có tương đối đầy đủ như Nghị định 64 của Chính phủ, Nghị định 93 cũng nêu rõ cá nhân được làm từ thiện, đặc biệt Nghị định 93. Tôi rất quan tâm và nói rõ mọi cá nhân được làm từ thiện, nhưng có một điều là chúng ta phải lập quỹ. Đây là vấn đề mấu chốt. Tôi thấy muốn làm từ thiện tốt, trước hết chúng ta phải có tâm, sau đó chúng ta lập quỹ theo quy định của Nghị định 93, làm đầy đủ theo pháp luật. Như vậy thì không cần cơ quan chức năng vào cuộc, có biểu hiện sai sót, có đơn kiện tố cáo người thì người ta mới vào cuộc mà thôi. Nếu các cá nhân không muốn lập quỹ thì cần công khai quá trình làm từ thiện và tốt nhất là thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương mà cá nhân đó muốn hỗ trợ quy trình thành lập quỹ từ thiện rườm rà và mất thời gian. Mấu chốt của câu chuyện, để cá nhân tổ chức làm từ thiện vẫn được phải là lập quỹ và được cấp phép như nghị định hiện nay. Nghị định 93 năm 2019, nghị định chính phủ nêu rõ tài sản đóng góp đối với quỹ thành lập là hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh là 6,5 tỷ đồng, quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh là 1,3 tỷ, quỹ hoạt động là phạm vi cấp huyện 130 triệu và phạm vi cấp xã 25 triệu đồng. Ông nhìn nhận thế nào về quy định này? Đại tá luật sư Lê Ngọc Khánh cho rằng, tôi đánh giá hiện nay quy định của Nghị định số 93, Nghị định 2019, Nghị định của Chính phủ về quy trình thành lập quỹ từ thiện cũng rườm rà và mất thời gian làm thủ tục. Ngoài ra lại còn phải có tài sản đóng góp khi thành lập quỹ. Vì vậy, nhiều cá nhân đã bỏ qua việc thành lập quỹ để tự mình đi làm từ thiện. Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên, các cá nhân đi làm từ thiện nếu không muốn thành lập quỹ từ thiện như quy định Nghị định 93 thì nên gửi số tiền mà mình quyên góp được nhờ các tổ chức chính trị tại địa phương đó đến tận tay người dân cần ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình phân phát tiền vật chất của tổ chức chính trị. Các cá nhân làm từ thiện có quyền kiểm tra giám sát chặt chẽ, còn việc quy định đóng góp thành lập quỹ với số tiền hàng tỷ đồng như vậy là quá cao so với mức thu nhập của các cá nhân muốn làm từ thiện, nhất là đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc liên tỉnh. Quan điểm của tôi về việc quy định số tiền quyên góp là cần thiết, nhưng cần sửa đổi mức tiền thấp hơn, điều chỉnh cho phù hợp. Theo ông, giới nghệ sĩ bây giờ cần làm từ thiện như thế nào để không gặp thị phi và vướng mắc pháp lý? Khung pháp lý hiện nay như tôi đã nói, nên làm theo các nghị định ở trên và thành lập quỹ. Trên thế giới, nhiều nước cũng quy định hoặc họ không cho cá nhân làm từ thiện. Ai làm thì phải thông qua các tổ chức chính trị hoặc tổ chức xã hội. Họ không cho phép các cá nhân làm như trường hợp Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên vừa rồi, tự đứng ra kêu gọi và nhận tiền vào tài khoản của mình. Tôi cho rằng nghệ sĩ muốn làm tốt từ thiện bây giờ vẫn nên thông qua các tổ chức. Ví dụ như Thủy Tiên, nếu cô ấy vận động kêu gọi tiền rồi thông qua tổ chức chính trị, nhìn Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ tiếp nhận và chuyển đến người dân thì không ai có thể nói gì được cô ấy. Quá trình Mặt trận Tổ quốc hoặc Hội chữ thập đỏ chuyển tiền, Thủy Tiên có quyền giám sát xem họ làm đúng hay sai. Hai bên đều có thể kiểm tra giám sát. Đó là phương pháp tối ưu chứ không phải là cá nhân mình đứng ra cầm hàng trăm tỷ đồng đi phân phát và thích cho ai thì cho. Không ai có thể kiểm tra giám sát dẫn đến nảy sinh nghi ngờ với những gì diễn ra từ trong một bộ phận nghệ sĩ. Ông có lời khuyên gì cho các cá nhân muốn tiếp tục hoạt động từ thiện? Tôi đồng ý với các bạn, đầu tiên chúng ta phải minh bạch đã, nếu không minh bạch thì chúng ta không nên làm từ thiện. Vì mục đích của làm từ thiện là làm việc tốt, việc tử tế, vậy tại sao lại muốn không minh bạch công khai? Nếu muốn làm tốt, mỗi cá nhân chúng ta có thể phối hợp giám sát giữa các cá nhân và các tổ chức chính trị xã hội. Nếu chúng ta hoạt động cá nhân nhưng thông qua các tổ chức địa phương sẽ đảm bảo an toàn. Chứ bây giờ bạn thấy khi chưa minh bạch phải đối diện với dư luận, đòi hỏi của dư luận là hoàn toàn chính đáng. Cô Phương Hằng nêu, nghi vấn về từ thiện chưa được minh bạch là tốt nhưng xoay mói quá sâu vào đời tư nghệ sĩ. Xin ông chia sẻ quan điểm trước những việc phát ngôn của cô Nguyễn Phương Hằng khơi ra rất là nhiều góc khuất về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ. Ông thấy có gì hợp lý và chưa hợp lý không? Tôi không nắm rõ hết quá trình bà Nguyễn Phương Hằng nói, chỉ theo dõi một phần những phát ngôn cá nhân của bà Phương Hằng thông qua mạng xã hội. Nhưng theo quan điểm của tôi, việc bà Hằng nêu lên nghi vấn về vấn đề từ thiện chưa được minh bạch lên tiếng cho công chúng biết, khuất tất như vậy là tốt. Nếu không có những ý kiến của bà Hằng, chắc chắn nhiều người vẫn tin tưởng vào lời kêu gọi từ một bộ phận giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, cũng có những khía cạnh mà tôi không hài lòng về cách phát ngôn của bà Hằng, như soi mói quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ quá nhiều là điều không nên làm. Việc soi mói càng sâu, không kiểm soát tốt có thể khiến bà ấy vi phạm pháp luật. Nếu bà Hằng có căn cứ về việc làm từ thiện của các ca nghệ sĩ không minh bạch, thì đáng lẽ có thể làm đơn tố cáo với cơ quan công an thay vì đưa lên mạng xã hội thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Quy trình thủ tục để thành lập một quỹ từ thiện ở Việt Nam hiện nay. Bước 1 là bạn sáng lập quỹ xã hội và quỹ từ thiện có phạm vi là hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh. Quỹ có tổ chức cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh, gửi hồ sơ đến nội vụ đề nghị là cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Bước 2, vụ tổ chức phi chính phủ xem xét hồ sơ đủ điều kiện thì thụ lý. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật thì tham mưu Bộ Nội vụ trả lại hồ sơ. Bước 3, vụ là tổ chức phi chính phủ nghiên cứu
cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung theo hồ sơ, theo ý kiến góp ý. Bước 4, trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, các tổ chức phi chính phủ xem xét, chính lãnh đạo, bộ quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trường hợp, không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ cho phép hợp nhất, sáng lập, chia, tách, giải thể, đình chỉ, có thời hạn hoạt động cho phép quỹ hoạt động trở lại đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.